Tạm chia tay bao điều chưa nói hết về chuyến hành trình của Thuận Nguyễn và Huỳnh Kim Khánh. Tạm chia tay những con người hiếu khách, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón chào những người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Tuần này, hai lữ khách mới lại lên đường. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Cần Vuốt. Xuất phát điểm từ trường sân khấu điện ảnh, có lẽ đã tạo một bước đệm lớn cho Huỳnh Phương trên con đường chinh phục ước mơ làm diễn viên của mình. Anh chàng có thân hình mảnh mai, nhưng nét diễn thì đầy nỗ lực và sự chín chắn. Đồng hành cùng anh là một nét duyên hoàn toàn ngược lại. Vinh Râu được khán giả yêu mến với nét hài tự nhiên. Hai ngoại hình khác nhau, hai nét diễn khác nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau. Chào mừng cả hai đến với chương trình. Chào mừng các bạn đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Lữ Khách 24 giờ. Nhiệm vụ của các bạn trong chương trình này là hoàn thành những thử thách được đưa ra. Mỗi thử thách vượt qua, bạn sẽ nhận được một lá cờ chiến thắng. Giành được 3 lá cờ, bạn sẽ nhận huy hiệu Lữ Khách 24 giờ. Dù 1 nè, tìm ra con số chính xác để nhận đặc sản ở nơi đây. Lấy tổng 4 số 5 mất của bà Hoàng Hậu Đỏ, cộng với 4 con số 5 mất của người anh hùng bị bắn tại phi trường Tân Sơn Nhất. Sau đó tổng số 4 con số 5 mất của nhà thơ nổi tiếng từng sống và làm việc ở Cần Vuột. Sau đó tiếp cho số 5 nhà thơ này sống ở Cần Vuột. Sau đó là bó tay luôn các bạn. Nói là nói lắm rồi các bạn. Mặc dù hơi bối rối, nhưng đứng chừng chừ, có lẽ chắc đến tối. Lên đường ngay và luôn. Em biết Hoàng Hậu Đỏ là ở đâu, có cái bia mộ hay là cái gì? Hoàng Hậu Đỏ là gì? Anh đố em Hoàng Hậu Đỏ là ai? Anh đố em á. Nguyễn Thị Bảy. Nguyễn Thị Bảy là áo trên áo tụi em luôn không? Là hay vậy ta? Hoàng Hậu Đỏ đúng không? Dạ. Chị Nguyễn Thị Bảy là sinh năm bao nhiêu nè? Bị thực dân Pháp mà. Số năm mất của bà nè. Cảm ơn hai đứa nha. Tổng số năm mất là tổng 4 số. Tổng 4 con số là mất là 1941. Ê, mình lưu cái số kia lại đi rồi hồi về mình cộng sao? Mình chụp cái đi. Ha. Chụp cái em ghi chi? Chụp đi. Chị 7 nè. Rồi coi như là xong cái thức, đọc tin nhắn được tiếp theo anh. Tổng con số năm mất. Người anh hùng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Này, hỏi mấy cô đây. À, chú ơi. Anh hỏi là cái gì anh hùng mà bị bắn tại phi trường Tân Sơn Nhất á, là mình cái tượng này hay là có cái gì ở đây? Nguyễn Thái Bình chứ. Là Nguyễn Thái Bình đúng không? Thế tượng này nằm bên kia. Dạ. Tụi em chỉ cần năm sinh năm mất thôi. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ đúng không? Dạ, đi qua ngã ba chỗ cửa ngõ của gần đi bộ gần không chú? Dạ. Qua đầu cầu đi xíu là tới. À coi 500m là cậu. 500m à. Dạ dạ cảm ơn cô chú. Không á, nhìn qua là có cái công viên. Đi cậu. Ok hết. Chạy cho mấy nguyên chạy theo chơi. Cho mượn xe đạp xíu đi. Mượn xe đạp xíu đi cho có trời vui. Đó. Rồi, cái này nó cao quá chú ơi. Cậu cầm máy điện thoại đi. Rồi ok. Đố mấy anh quay phim với được em. Anh đố mấy anh quay phim gì được em. Hay quá, nhỏ chạy theo kìa. Hẹn gặp em bên cái tượng đó nha. Anh đua trước em. Em cứ đi tà tà đi được rồi. Tụi anh không có giật luôn đâu. Tụi anh là người của công chúng mà. Cậu ở đó đi, tôi được mà, ổn định. Đã lúc chúng ta thả dốc. Thôi tội nghiệp nhóc cho mình mượn xe họ đi bộ qua đây chết luôn á. Ơi cậu ơi, cậu gà lại cậu ơi, thắng không ăn cậu ơi. Lấy cái chân gà lại cậu. Đó. Nó bánh xe nó mềm nó lắc cậu ơi. Thôi, ổn rồi đó. Không biết hàng nhóc đó phải người của chương trình không ha. Nó thử thách mình đó. Ê, nghĩa nó bị vơ đó cậu ơi. Chết trời cậu ơi. Lắc quá hả? Chút kia sao anh thấy gì rồi? Không sao. Tôi khát nước quá cậu ơi. Khát nước hả? Chương trình cho mình nhiêu tiền đó? Cho chưa? Ai biết. Lát hỏi. Xa quá vậy? 500-700m hả? Đường qua cầu có ngã ba. Trời ơi, tội nghiệp kia đi bộ rồi biết đường đâu kiếm mình trời. Ơi cậu ơi. Tôi phát hiện trên vỏ này có mấy cái bánh đó cậu. Không này nhóc này đi bán bánh cậu. Thì chú hỏi nó có bán thì mua. Xin nhanh, xin nhanh Vinh, xin nhanh tay.
Chạy một quãng đường khá xa dưới cây nắng gắt buổi trưa, nhưng liệu có tìm được thông tin mình mong muốn không? Mình là tìm thông tin ở đâu được? Tìm thông tin hả? Thì Nguyễn Thế Bình là mất năm 1972 đó. À, 1972 á? Ghi vô cậu. Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1948. Dạ, ngày mất á. Dạ, mất là ngày 2 tháng 7 năm 1972. Ở Vinh ơi. Hả? 1972 cậu. 1972 hả? Ngày 2 tháng 7 1972. À, tôi còn cần cái năm. Cần cái năm mà cô. À, cần cái năm. Dạ. Xác là 1972. 1972. Ở Cần Giuộc có nhà thơ nào mà nổi tiếng không? Dạ, Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu là... Đúng rồi. À? Đúng rồi á. Nhà thơ nổi tiếng từng sống và làm việc ở Cần Giuộc. Tổng bốn số năm mất của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Như vậy á, thì con muốn mà biết cái thông tin đó thì đi xuống Vĩnh Long. Dạ, chúng tôi cách đây cũng gần luôn á. Phải về 3 cây số. Dạ, 3 cây. À, cái xe đạp đâu rồi ta? Cái xe đạp đâu rồi? Ta đi hướng nào? Bây giờ là đi về nha. Đi cửa này nha. Dạ. Rồi lại tới cái chỗ Hải Nam Mũi Thàm nha. Dạ. Dạ, em bị cái bệnh chảy. Bệnh gì bạn? Cậu tính tiền con. Ủa con nhiêu cô? Thế tụi con làm chương trình cô không tính tiền đâu hả? Không có chương trình là chương trình lo. Dạ dạ. 24.000. Chết tôi rồi. À, hoàn thành nhiệm vụ mới có tiền. À, bây giờ cậu đi gom tin đi, tôi đây tôi hy sinh thân mình tôi đi, tôi trấn giữ cho. Không, bây giờ cậu phải ngồi ở đây cậu chờ tôi đi lấy thông tin cho. Tôi hy sinh tôi đi lấy thông tin cho. Rồi để tôi cho. Xong rồi tôi chạy ra làm sao, tôi alo cái tôi chạy về tôi nói lấy được rồi. Anh đang quay anh. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu á là mất năm nào với lại sống ở Cần Giuộc bao nhiêu năm? Lâu? Dạ. Rồi lời báo tin em cấp hết rồi. Đầu tiên có cảm giác mà có một đống tiền người không được xài á. Mất năm 1888. Ừ, còn ở Ba Chi là 20 năm, từ năm 1862 đến 1882. Ờ, 20 năm được rồi. Giờ đầu tiên là lấy tổng số năm của bà Hoàng. Chính là 41 rồi vậy. Cộng 1 cộng 9 cộng 4 cộng 1 thôi. Cộng cho 1972. Cộng 1972. Cộng 1 cộng 9 cộng 7 cộng 2 á, bằng cái đi. Rồi mới trừ nè. 34. Nhớ là 4 nha. Tổng của số 4 nè 1888. 1888 đúng không? 1888, 1888. 25. 34 trừ 25. Trừ cho 20. Ối. Âm á. Tính tới tính lui ra một con số âm. Vậy chắc chắn có một con số sai. Đó là con số mấy? Mày gọi cho vợ đi. Bà xã tôi gần mấy vụ này lắm. Alo. Em đang làm gì? Ok, ngủ tiếp đi, ngủ ngon nha. Rồi, thương em. Không có gì em. Không có gì, ngủ ngon nha. Rồi, thương em. Nhiệm vụ mà hoàn thành xong nhiệm vụ này mà chương trình cho có 20.000 cũng chết nữa. Hello, hỏi gì nữa? Ở Cần Giuộc anh Diễn ơi. Ở Cần Giuộc số 5 ông Nguyễn Đình Chiểu á. Ở Cần Giuộc anh Diễn. Nó gì ở Cần Giuộc ha? Dạ. Nó sao mà nó nhỏ hơn số 9 á? Là đúng anh Diễn. Từ năm 1859 đến 62 á, 62 thì nó chỉ là bằng 3 sao anh? Dạ. 62 trừ 59 là 3. Đúng rồi, cảm ơn. Là đáp án cuối cùng là 6. Chờ tin nhắn à. Số 6. Ê, lãnh tiền lãnh quà. Cho em lãnh 24.000 trả tiền nước anh ơi. Wow. Cái gì đây? Lạp xưởng. Lạp xưởng. Ngon quá. Lạp xưởng phải tiền không? Tiền đâu? Tiền đâu? Nhiệm vụ mà hoàn thành xong nhiệm vụ này mà chương trình cho có 20.000 cũng chết nữa.
Cô ơi, cô có mua lạp xưởng không cô? Nhà mình nấu cơm trưa vô cô. Nhà cô có nhu cầu nấu lạp xưởng không? À, thì cũng có nhu cầu nhưng mà đều cô không có mua gì mà. Mua nửa ký còn nửa bán ký thôi. Bán rẻ thôi, bây giờ là nửa ký này là trị giá 90 ngàn nè. Con bán lại cho cô 70. Cô chịu không? Đặng cho con trả tiền nước cô chứ không gì hết. Trả nước rồi là có gì con lại cô tên gì cô? Cô Nam. Trời nhìn. Hai trả nước rồi. Mình là nhiêu tiền? 24 ngàn. Trừ ra cho còn 40 mấy ngàn à. Vậy cho chẳng đi, cái con bán cô cái này là còn tụi con còn 40 ngàn. Cái gì? Hả? Ngu hả? Còn 50 đi. Rồi con vô cô chi ngon con vô chi cho cô luôn. Khỏi con. Dạ. Bây giờ con tốt rồi, bây giờ là khỏi cần. Dạ. Cái chị đâu gặp người tốt như cô thì hay biết mấy. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, nãy con 50. Dạ, cảm ơn cô. Đồng tiền xương máu các bạn ơi. Cả hai sẽ di chuyển đến địa điểm trong bức hình tìm anh Thuận để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tình hình căng quá. Nãy cái cô Nam đó tốt, ổng năn nỉ vòi thêm bán luôn cái này được rồi. Ê, có anh vô phòng á. Em tham gia chương trình nửa khách 24 giờ mà cho cái lạp xưởng này nè, kêu tụi em đi bán. Lạp xưởng này chỉ giá 90. Chắc anh hiểu ý em rồi chứ không? Cái này nhiêu? 90 hả? Dạ. 90 ngàn. Nhưng mà thôi anh mua rồi chắc cho tiền tụi em ăn được rồi, khoảng 60-70 gì cũng được. Cái lòng thôi. Anh cần không? Em chụp hình em ký lên từ cái lạp xưởng luôn cũng được. Được không? Thế anh nói giỡn á. Dạ anh, cái em chỉ có nãy giờ bán được có nhiêu đây à. Tiền thối. Thôi nhiêu cũng được á, anh bán nhiêu cũng được á. À bán nhiêu thôi. Vậy thôi đúng giá đi. Dạ, thôi 10 ngàn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh tên gì? Thanh. Mai Quỳnh. Dạ. Anh tên Thanh đúng không? Dạ. Anh tên Thanh nha mấy bạn. Mai Hoài Thanh á. Dạ. Mai Hoài Thanh. Tụi tôi, trời ơi. Một trong những gọi là mạnh thường quân lớn nhất của cuộc đời của tôi. Dạ, thôi tụi em đi làm nhiệm vụ đó cho nên. Dạ, rồi, cảm ơn anh nhiệm vụ á. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Về bán vậy thôi, nói cái này đặc sản quý, bán đại 300-400 ngàn thì đi ăn uống cho nó khỏe xíu. Đó thì mình lên sóng thì để kỳ thôi. À, đúng rồi, quên. Còn ví dụ mà cái này chương trình cắt không quay cảnh đó, mình bán cái này là 500 ngàn. Có chữ ký đàng hoàng. Nói chơi thôi chứ nghĩ sao người ta lòng tốt mà giúp đỡ mà như vậy mà mình làm sao mà chứ được. Bây giờ chương trình đã có ý chơi mình rồi, bây giờ mình bán được 500 ngàn, chương trình kêu thôi lại là 400 ngàn cho chương trình cũng vậy à. Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Dạ alo. Dạ cho em hỏi anh có phải anh Thuận không ạ? Dạ em là... Bên lữ khách 24 giờ rồi. Dạ, tụi em tới khu công nghiệp rồi. Hả? Tụi em bên chương trình lữ khách 24 giờ đó, tụi em tới khu công nghiệp rồi anh. À, rồi. Dạ cảm ơn. Dạ. Anh. À. Dạ. Là báo là sao? Để người ta ra rước mình hay sao? Nghe rồi. Cái câu trả lời là rồi, cứ như là anh rồi. Ơi, em đã về đến nơi rồi nha. Rồi, vậy thôi. Thôi kệ. Thuận ơi, mình là khách mà mình gọi mình hỏi người ta kỳ không ta. Đây chắc vợ anh Thuận nè. Chị ơi. Chị Thuận ơi. À, không phải rồi. Anh Thuận ơi. Anh Thuận. Không phải được mà ơi. Ngồi xíu vậy. Nắng quá trời nắng rồi. Ơi là tìm gặp anh Thuận rồi mình phải hỏi anh ở đâu mình đi tới chứ. Không gọi lại các bạn. Dạ alo. Dạ chú Thuận ơi. Dạ tụi con tới rồi mà chú đang ở đâu để tụi con tới đó luôn. Cứ chạy tới rồi đi tới ngay lục chú nè nghe. Rồi con biết rồi. Rồi đi. Rồi cái này nè. Tới mày cậu ơi. Chú Thuận ơi. Ui hả? Nghe tiếng nghe thân thuộc quá. Dạ chào chú. Dạ tôi con ở bên chương trình lữ khách 24 giờ. Dạ. Con tên Phương.
tên con... Vinh. Dạ con tên Vinh. Dạ chào chú. Dạ chào chú. Chú có biết nhiệm vụ cho tụi con là gì không chú? Bây giờ là chốt cua. Chối con cua lại, buộc nó lại đúng không? Con cua mình có càng không chú? Có chứ. Giờ con nhờ chú về chú bẻ hết càng của tụi nó là tụi con chối được. Không, cả cái cua này giờ hiền lắm. Cua hiền lắm hả chú? À. Dạ. Chối cua, một công việc nghe có vẻ dễ, nhưng nó có dễ vậy không? Liệu hai anh chàng sẽ thực hiện như thế nào? Lạc chú. Lạc, mình bỏ vậy. À. Tay đẻ cạn phải không? Vậy cái lồn ở dưới. Dạ. Vậy là mình chế ngự được đó hả chú ha? Không là mình lạc lại cầm gì, lạc lại. Mấy cột. À. Vậy là xong hả chú? Rồi, vậy là xong con cua. Hồi nãy cậu nhớ chưa cậu? Đâu dưới. Chưa phải đạp nó đàng hoàng đi cậu. Đạp ha? Đạp bẹp đó luôn hả? Đạp nhẹ thôi. Mày đạp nó bẹp luôn á. Tôi chấn về được. Chấn đi mình. Con chấn về được ha chú? Ừ, giữ cái càng đó cậu. Cậu lấy càng. À. Thôi. Chưa cho nó đều được. Nghĩ một càng là tiêu. Ê, bạn ơi. Chơi, nè, gỡ gỡ cái ngoe đây nha. Dễ thương lắm á. Cậu xong rồi mình thả bạn về lại đồng ruộng mà. Vòng qua cái chừng. Cái càng á. Không chéo. Vòng thẳng luôn. Vòng thẳng bên nào vòng bên đó. Gì không? À. Gì đúng không? Rồi quá. Nè chưa rồi. Siết siết lại cái này. Rồi. Xong rồi. Hoay ngược lại nè. Hoay ngược lại. Rồi giữ vậy đâu. Thôi. Ê. Quá đẹp. Đây. Một con cua mình nó được cột. À nó không cử động được rồi. Ê. Nó mình kẹp là mình để chế ngự cái càng thôi, còn nó muốn ngồi hay không là chuyện của nó. Rồi đây là sản phẩm thành công rồi. Rồi, mình đã hoàn thành. Mình đã nhận được một cái công việc lần này. 20.000. Nghĩ lắm luôn á. Mua khóc luôn á. Chương trình cho mình 30.000 á. Mình để bán nữa, cảm ơn chương trình. Rồi cua này thuộc về tụi em không? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trói cua. Bây giờ có lẽ cả hai sẽ tiến ra bờ sông hay bờ ruộng để thả mấy chú cua về với thiên nhiên như lời mình đã nói. Cậu xong rồi mình thả bạn về lại đồng ruộng mà. Trở lại cảm giác như hồi xưa chúng ta chơi đồ hàng, lấy hai cái cục gạch đó để hai bên. Đúng rồi cậu. Hồi nhỏ mà chúng ta chơi nhà chòi cũng vậy thôi. Mấy hồi lấy còn than không chết nữa. Chín chưa cậu? Liệu ơi. Con này sắp chín rồi nè. Rồi, rụng cạn chưa rồi. Trời ơi, thịt nó nhìn ngon quá ha. Nếu mình mượn được đôi đũa nữa càng tốt. Bữa trưa cua nướng sắp được ra lò. Cũng là lúc hai luồng suy nghĩ xuất hiện. Chính, nó muốn khét luôn rồi chứ không có gì nữa. Còn bên đây, anh chàng này có vẻ hoang mang. Tại cua với tôm nó dễ ngã màu. Anh Thuận cho em mượn cái dĩa đi. Được không cậu? Mà đốt thêm miếng đi. Theo kinh nghiệm anh Thuận nói là chưa chín đâu. Chín rồi. Cậu ăn trước nha. Ừ. Đây là gạch. À đây có thể là gạch. Đến lúc này cho dù cua có chín hay chưa thì cũng phải ăn. Và hơn nữa, một bữa trưa ngắn gọn vừa kịp khép lại để dành thời gian cho chuyến ngao du tiếp theo của hai lữ khách. Cả hai sẽ được dạo mát trên xuồng để hiểu thêm về cuộc sống của những người dân nơi miền sông nước. Là cái thuyền bên kia hả cậu? Chứ không phải cái lớn này đâu. Đúng rồi. Lớn này tập thuyền mái mà. Ê à, ba người lên được không ta? Em báo cho anh Thuận biết một cái tin vui là em không có biết bơi đó nha. Chắc cũng không tới nổi đâu. Xuống cậu.
Ổn định, ổn định. Tôi đứng vậy được rồi. Ổn định, xuống nhanh. Không sao, hai thuyền cứ chạy đi, tôi đứng vậy được mà. Xuống, xuống. Rồi, rồi, bình tĩnh cậu. Mình thiếu một chút. Bơi rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi luôn hả? Tôi quá. Tới hầm tới nữa. Em nằm luôn nha. Tới xíu nữa. Tới luôn hả? Tới luôn hả? Nặng quá trời, nó trì cái đầu xuống. Ô, bạn ơi. Bạn. Bạn ơi. Bạn. Ổn định bạn. Tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ chặt trái dừa nước. Còn cách lên đảo không? Chắc bỏ anh hàng trước á. Hàng trước luôn. À, rất là nặng nữa các bạn. Thôi đằng trước, để trước bạn. Đằng trước bạn ơi. Thôi. Đằng sau là nó nặng lắm rồi. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định, ổn định. Trái dừa nước. Tôi có công lụm cái trái dừa nước ở dưới nước lên. Rồi giờ đi thả lưới. Hồi mới lên thấy sợ, giờ đi quen rồi ha. Thoải mái. Thoải mái thì không có sợ gì hết á. Ổn định mà, ổn định. Thường thì quê ở Đồng Tháp. Thì có là miền Tây sông nước mà. Thì hồi nhỏ thì cũng đi thả lưới như vậy nè. Cũng đã từng đi thả lưới như vậy rồi. Thì nhưng mà đã lên kênh thành phố Hồ Chí Minh rất là lâu. Bây giờ ngồi ở đây thì nhớ lại cái cảm giác mà hồi nhỏ, hồi lúc còn nhỏ mà đi trên một chiếc xuồng như vậy mà thả lưới gì thì kỳ những kỷ niệm nó thấy nó ùa về nhiều lắm. Nhưng mà cảm giác lúc mới bước lên thấy sợ sợ, nhưng mà từ từ thì làm quen dần thì quen, ai sợ gì đâu. Ôi ổn định mẹ, ổn định đó. Sau những thử thách khó khăn và gian nan cả một buổi sáng thì có lẽ đây là giây phút cả hai được thư giãn với sông, với nước, với gió và cả những món ăn dân dã nhất. Nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Giao hai bạn với xuồng và hai bòi dừa đó, hai bạn làm lòng ha. Giỡn, giỡn vui chưa hận? Không thiệt á, giỡn này không vui không nha. Hai bạn cứ bình thường đi ha. Đứa là sợ độ cao, đứa là không biết bơi á. Em sợ độ cao á. Em không biết bơi á, độ cao với độ sâu là giống nhau hả chú? Rồi sao cậu? Cậu xích qua đây cậu. Xích miếng ơi. Rồi chúc hai bạn đem hai quay dừa về bờ thành công. Chưa ổn định lắm nha. Bấm giờ đi, bấm giờ đi. Coi mai tới không. Này bằng chân cũng dễ hơn á. Ôi. Ổn định mà. Cậu nương đi, cậu. Cố lên. Sắp tới bờ rồi. Ê, chờ, buông đi, khỏi gần chèo nữa. Tôi có cách rồi. Nó tự cho vô hay gì á? Không có đâu. Quá luôn rồi. Nó đang đẩy mình á. Quá nhanh luôn rồi. Con xuồng bé nhỏ, khẩm người, cứ ngỡ sẽ là nỗi sợ hãi cho cả hai. Nhưng nó hoàn toàn bị chinh phục bởi sự bình tĩnh của hai anh chàng này. Lạ không cậu? Lạ. Ăn thử. Lạ thôi, hỏi ăn. Thử đi. Thử đi, làm lần cho biết. Tự tay chặt, tự tay mang từ sông vào thì có lẽ đây sẽ là những trái dừa nước ý nghĩa nhất đối với cả hai. Tập tiếp theo, cả hai sẽ bắt đầu cho hành trình tìm nhà khi một nhiệm vụ mới được thiết lập là tìm hai ngôi nhà ở liền kề nhau. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.